Hai máy bay chở lính Wagner rời Cộng hòa Trung Phi. Cơ quan cấp cao của Cộng hòa Trung Phi và Đại sứ quán Nga tại đây xác nhận khoảng 400 nhân viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã rời khỏi thủ đô Bangui của nước này trên hai chiếc máy bay. Theo Sky News, thông tin trên xác nhận các báo cáo trước đó về lực lượng Wagner rút quân khỏi Cộng hòa Trung Phi. Một quan chức Bộ Quốc phòng Trung Phi, CAR, cho biết những người trên rời đi hôm 5 tháng 7 khi từ chối ký hợp đồng mới với Bộ Quốc phòng Nga. Quan chức này nói thêm Wagner vẫn còn khoảng 1.300 tới 1.400 nhân viên ở nước này, nhưng khoảng 100 người khác đã thu dọn để rời Boer, căn cứ chính trên tuyến đường thương mại với Cameroon. Boer là một thành trì quan trọng để chống lại lực lượng nổi dậy Cộng hòa Trung Phi và ngăn cản hoạt động buôn bán gỗ béo bở, vốn đe dọa lớn đối với Tổng thống Faustin Archange Touadéra. Lực lượng Wagner đã ký hợp đồng để bảo vệ nhà lãnh đạo này. Chính phủ CAR đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vào năm 2017. Tới tháng 1 năm 2018, lính Wagner bắt đầu hiện diện tại CAR. Thông tin các nhân viên Wagner rời CAR bắt đầu râm ran từ giữa tuần, nhưng một máy bay chở nhân viên của tập đoàn quân sự tư nhân này đã rời thủ đô Bangui từ ngày 3 tháng 7. Nhà phân tích an ninh chuyên về châu Phi COS đã theo dõi các máy bay cất và hạ cánh ở khu vực hoạt động của Wagner tại lục địa này kể từ khi cuộc nổi loạn không thành của Wagner xảy ra. Ông COS cho biết, trong tuần qua, số lượng máy bay vận tải chiến lược Ilyushin IL-76 do Nga sản xuất đi qua Entebbe, Uganda, rồi đi đến từ các địa điểm không xác định trong vùng đã gia tăng. Có một ngoại lệ đáng chú ý là một chiếc IL-76 đã bay từ Nga tới Bangui hôm 3 tháng 7 và khởi hành cùng ngày tới Entebbe. Sau đó, nó khởi hành từ Dubai vào ngày 6 tháng 7, rồi tiếp tục tới Tuyemen, Nga vào sáng ngày 7 tháng 7. Một chỉ huy quân sự cấp cao của Uganda cho biết chiếc máy bay trên chở nhân viên Wagner khi nó cất cánh từ Entebbe, sân bay chính của Uganda. Đích cuối cùng của máy bay là Tuyumen, một thành phố ở Siberia của Nga, nơi có một trong hai trung tâm tuyển dụng của Wagner.